hỏa hoạn nghiêm trọng ở Ninh Thuận khiến ba mẹ con thiệt mạng, khiến dư luận không khỏi xót xa. Có thể nói, những vụ cháy liên tiếp với thiệt hại về người và của cho thấy giặc lửa đang ngày càng có lường. Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ ngày 14 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong vụ cháy tại căn nhà số 4/17A, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Các nạn nhân là ba mẹ con. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình anh Đặng Đình Hùng, sinh năm 1984, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, vợ anh Hùng cùng hai con nhỏ ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát, cháy dữ dội, kèm theo khói đen nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh. Người dân phát hiện liền chi hô cứu nạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận, Trung đoàn Không quân 937, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường, phun nước dập lửa, bắc thang, dùng kim cộng lực, cắt cửa sắt gắt lửng phía trên để tiếp cận hiện trường, đồng thời phun nước tới các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên, do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng, thảm vải, nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên quá trình tiếp cận vào trong nhà của đội cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đến 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Lửa thiêu rụi đồ đạc trong căn nhà nhiều giờ khiến kết cấu ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều vị trí bị đổ sập. Sau đó, lực lượng chức năng đã huy động các xe máy xúc tới đập tường, dọn dẹp lối vào trong nhà để tìm kiếm các nạn nhân. Mới đây, vụ cháy quán karaoke ở đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1 tháng 8 đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh dũng cảm của 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã để lại niềm thương xót, tiếc nuối cho nhiều người dân Việt Nam. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận có 4 người thương vong, 3 người tử vong, 1 người bị thương khi tham gia xử lý cháy lò hút bụi tại một công ty tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An. Sau khi phát hiện, đội phòng cháy chữa cháy của công ty trách nhiệm hữu hạn Scancom Việt Nam khoảng 40 người tập trung dập lửa. Các lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An, đồn công an khu công nghiệp Sóng Thần, đội phòng cháy chữa cháy của công ty trách nhiệm hữu hạn Scancom Việt Nam đã chữa cháy kịp thời và khống chế được đám cháy trong nhà tôn hút bụi gỗ. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, có 4 đội viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Scancom Việt Nam bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương, sau đó 3 người tử vong. Đau xót, thậm chí ám ảnh là tâm trạng của nhiều người khi nhắc đến hậu quả của vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra rạng sáng ngày 21 tháng 4 tại khu B9, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt rất nhanh, dập tắt đám cháy, nhưng các nạn nhân đã bị cướp đi sinh mạng do bị ngạt khí trước khi lửa bén tới. Theo Công an thành phố Hà Nội, diện tích đám cháy tại khu B9 Kim Liên chỉ khoảng 10m2, bằng 1/3 diện tích sàn tầng 1 tại ngôi nhà ống 3 tầng. Những thứ bị cháy cũng đơn giản như gỗ ván, nhựa, xe máy, nhưng với cấu tạo của nhà ống, khi cháy ở dưới tầng 1 thì khói bốc lên các tầng trên. Nếu không có kỹ năng thoát hiểm thì người ở trong nhà dễ tử vong. Cũng phải nói thêm, trong trường hợp có kỹ năng nhưng nhà không có lối thoát hiểm, nguy cơ bị ngạt khói nhiễm khí độc dẫn đến tử vong rất cao. Số liệu thống kê mới nhất của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người, thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ khoảng 415 tỷ đồng và gần 41 hectare rừng. So với cùng kỳ năm 2021, thiệt hại về tài sản tăng gần 130 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra của lực lượng chức năng, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, do sơ suất, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, do sự cố kỹ thuật và do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đã để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Trên những diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ và yêu cầu bảo vệ phát triển bền vững đất nước, Bộ Công an đã xác định chiến lược trên mặt trận chống giặc lửa. Cùng với việc nâng cao ý thức của mỗi người dân, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an đã tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại phù hợp điều kiện Việt Nam để phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,
việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nước cũng được khuyến khích. Đối với công tác chữa cháy, thời điểm vàng để thực hiện dập lửa là không quá từ 5 phút kể từ khi đám cháy xuất hiện. Vì vậy, việc huy động tối đa lực lượng chữa cháy ngay từ khi mới xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân và chỉ huy trong dân là rất quan trọng. Thủy hỏa đạo tặc là câu thành ngữ mà ông cha ta đúc kết từ nhiều đời nay để nói về mối đe dọa, thiệt hại to lớn, khôn lường do lũ lụt và hỏa hoạn gây ra. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hy vọng thời gian tới trên cả nước sẽ không xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng, hạn chế được những vụ việc còn thương tâm. Còn bây giờ, bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.